Chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình Python bằng cái công cụ Colab của Google. Đấy, thì giới thiệu qua một chút thì đây chính là cái app mà có thể giúp các bạn học nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Đó, thì các bạn có thể vào đây, link tải mình sẽ để ở phía phần bên dưới. Thì bài lần này của mình sẽ là bài số 16. Đó. Thì bài tập lần này là hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím hai biến kiểu số nguyên A và B, sau đó hiển thị các phép tính của hai số. Đó, bài tập thì cũng khá là đơn giản thôi, nó cũng không có gì cả. Đó. Thì đây mình sẽ tạo ra đoạn mã trước nhá. À, đoạn văn bản trước nhá. Bài 16 này. Bài 16. Tính tổng hiệu tích thương của hai số A và B. Ok. Rồi thêm một đoạn mã. Thì đơn giản, đầu tiên là mình sẽ khai báo một số là A này, sẽ bằng này. Đơn giản, đầu tiên là kiểu gì, kiểu mình phải chuyển nó về kiểu int trước đã, int, và thông qua để cho người dùng có thể nhập vào từ bàn phím thì mình sẽ gọi thông qua hàm input. B ở đây sẽ bằng, cũng tương tự nha thôi, chuyển F kiểu về int này và nhập thông qua hàm input. Rồi sau đó mình bắt đầu hiển thị này, print. Đấy, thì đầu tiên mình gì là A cộng B bằng bao nhiêu, thì cộng mình sẽ ép cái kết quả của phép tính kia về dạng chuỗi trước đã. Về dạng chuỗi thông qua cái hàm str. Đấy, trong này mình sẽ ghi là A cộng B. Đấy, bây giờ chạy chương trình xem được cái gì nhá. A sẽ bằng, mình cho bằng 5 đi, B bằng 3 đi, thì tổng A cộng B bằng 8. Đó là kết quả. Thì tương tự như vậy mình sẽ làm với 4 phép tính còn lại. Ctrl C này, Ctrl V. Đấy, A trừ B, A nhân B, A chia B và A chia phần trăm cho B. Đó, thì A trừ B, A nhân B, A chia B và A chia phần trăm cho B. Đó, bây giờ mình sẽ bấm chạy chương trình này. A sẽ nhập bằng 8, B sẽ nhập bằng 6 đi. Đó, thì sẽ hiển thị kết quả ra là đúng rồi, 6 cộng 8 bằng 14, trừ đi bằng 2, nhân vào bằng 48, chia ra được 1,3333 và phép chia dư của 8 chia 6 là bằng 2. Đó, ok. Đó, bài tập chỉ đơn giản thế thôi, các bạn có thể hoàn toàn các bạn vào đây và các bạn xem cái code mẫu và bạn code theo. Đó, video của mình xin đừng dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.